trình bày cái sự khác biệt giữa cái oxygen saturation and PaO2, hay còn gọi là pressure, arterial pressure of oxygen. Bạn đã trình bày cho mọi người nghe. Dạ thầy, là trong máu oxy sẽ tồn tại ở hai dạng là hòa tan và gắn với hemoglobin. Oxy là chất ít tan nên khoảng 2% oxy sẽ hòa tan trong máu, còn lại là 98% sẽ được gắn với hồng cầu. Lượng oxy tan trong máu tác động lực vào thành mạch máu tạo nên phân áp oxy trong máu động mạch, còn được viết tắt là PaO2. Trong khi đó 98% oxy còn lại gắn với hồng cầu sẽ được biểu thị bằng đại lượng SaO2, hay còn gọi là độ bão hòa oxy. Thì thông thường PaO2 nó sẽ là 100 mm thủy ngân, và SaO2 nó là bao nhiêu? Này là SaO2 là khoảng 98%. Ok, bây giờ đâu mất đâu hết 2%. Thì là do đó là 2% của oxy tan trong máu. Ok, thank you. Rồi, rất là tốt. Cảm ơn bạn. Rồi.